Mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay giao lưu anh em một số mai bonsai để nôm bếp dán thú coi nha anh chị các bạn. Địa chỉ mình ở ấp Long Hòa, xã Hòa Định, chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại giao lưu 0339328187 nha quý vị các bạn. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 2. Đây anh em, mấy cây để nôm rất đẹp, dán bonsai thú nè chị các bạn. Còn một cái trực vip nha anh em. Đây, để sổ nó vậy nè của cho anh chị. Tay cành đều. Đó anh em, mình thấy video hay nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em xem nha quý vị các bạn. Rồi thông mất thời gian của anh em, mình tiến hành vô phôi số 1 nha cô chú anh chị bạn ơi. Đây chị bạn thấy giữ cây này, này anh em. Đó, màu đế nó cỡ này nha cô chú anh chị, hàng siêu tầm. Nha anh chị các bạn. Đó. Rất đẹp anh em ơi. Trong quá trình quay có điều chi sót anh em vui lòng bỏ qua nha anh chị các bạn. Rồi, vô con thú quái gì cơ nè. Đây hàng này, hàng bonsai đó, hàng này anh em mình coi kèn nó lực sĩ nha, em tán đầu đinh thôi nha cô chú anh chị đó. Anh em về dựng cái độc lên đánh một cần hồi về đó, đánh với cái mồi cái nữa anh em là vô cây bonsai đỉnh nha, cây để lực chiều cao khiêm tốn nha anh chị bạn, nó 33 nha. Phần neo em đo ngay vị trí này là nó 25, em đo cái củ nạc nó nha cô chú anh chị, nó là 682, không có đế như củ đế nha anh em, nó 50 đường kính bầu, em đo cái củ đế nha anh chị bạn, có một cái củ nạc nó là anh em hết biết luôn nha. Đó, mã số 1 nha cô chú anh chị, em xin mặn phép giao lưu quý vị các bạn là giá 2,5 củ nha, 2,5 củ nha cô chú anh chị. Đó, anh em thấy video hay cho mình một đăng ký kênh, bấm cái chuông quý vị các bạn. Hàng chuẩn bonsai quái thú anh em ơi, thấy cái độ cây nó cuốn lên dựng cái lại cái đọt, thì cái cây này á anh em tán đầu đinh nó mới lực nha, chứ cái nó cào ngọng lên nó không có duyên. Rồi em xin phép qua cây. Rồi mã số 2 nha cho anh chị. À, một cây quái thú nha anh em ơi. Rồi anh thông số chiều cao nó là 49 nha cho anh chị, hoành em đo ngay đây á là được 24 nha, 24 hoành nha cô chú anh chị mình. Cây này dạng cây mai thú anh em ơi, em đo cái củ dưới đây đi, 45 đó. Đường kính bầu của nó là 41 nha cô chú anh chị. Đó, quái thú anh em nhìn cái mặt nào cũng đẹp nha, mặt đây thì đẹp hơn nha anh chị bạn, đây là rõ nét con thú nè anh chị bạn. Đó, hàng chuẩn anh em ơi. Rồi mã số 2 em xin phép giao lưu quý vị các bạn là giá nó 2,5 củ nha anh em. Đó anh em coi 2,5 củ. Rồi em xin phép qua mã. Đây một cây đế nôm biết tay cành lực, anh em coi nó cái độ cuốn sắn lên nha, đế nè đặt cứng luôn. Đó, y như rỉ dẹt rỉ đớt anh chị bạn, tay cành nó lực sĩ nha anh em, nghiên cứu kỹ cây này anh em ơi. Chiều cao của nó là 73, mươi 25 hoành anh chị bạn, em đo cái củ nó nha, 59 nha, sổ nôm 27 nha cô chú anh chị. Đó, anh đo tổng cái nồi nôm nó coi anh em ơi, cũng rồi đế nôm của nó là 95. Đó, bầu nhiêu đế nhiêu nha cô chú anh chị. Đó. Cái này bao lực luôn. Tay thành lực. Rồi, mã số 3 nha anh em. Em giao lưu 3,7 anh em ơi. Đó, cây quái đế vip đế nôm. Hàng này anh em sưu tầm nha anh em. Hết đi cái cây anh chị bạn, lực cây bonsai để vip. Rồi em qua mã. Rồi tiếp tục lên con quái thú, anh em thấy cái cây này nó rất lực nha anh em. Đó, đây nhìn cái mặt này nè anh chị bạn, rất phê. Đó, bên đây mặt tiền. Đó, bên đây là mặt thú nha anh em, có cái ốc đùi để chịu nè anh em. Đó,
mặt này mặt hậu nha anh em, mà nó đưa cái gối ra rất lực. Rồi em thông số nha, của chú anh chị mình tay cần lực luôn. Cao của nó là 1m08 anh em ơi. Cây này nó lực dữ lắm cô chú anh chị. Hàng này anh em chơi bonsai lấy mấy cây này về chơi nha. Nó 35 hoành nha anh em ơi. Rồi, cấn 34 nha anh em. Em đo cái mình nạt nó coi cô chú anh chị. Nó là 63 nha. Tổng cái củ nơm của nó là 389 nha cô chú anh chị. Sổ nơm của nó là 24. Đó anh em coi, quá cứ cái cây nè. Nó lực sĩ nha anh em ơi. 34 hành nha anh em. Hết biết luôn. Rồi, mã số 4 nha cô chú anh chị. Em xin phép giao lưu với các bạn là giá là 5 củ rưỡi nha. 5 củ rưỡi nha anh em. Đó. 34 hành con quái thú lực sĩ nha anh em ơi. Em để cái bàn tay vô mình so sánh nha. Rồi em xin phép qua mã anh chị bạn. Con quái thú nên chị bạn. Đó, cây này bộ đế thôi khủng bố luôn. Nói chung hàng này em tiễn thôi anh em ơi. Tay cành lực không trùng nha. Đó. Chiều cao nó 74 nha cho anh chị. Quả neo là 27 nè. Cây này em nuôi cái cũ anh em ơi. Cũ quá trời cũ luôn. 60 củ. Sổ nôm là 22. Tổng cái nồi nôm của nó là 1m02 nhau cho anh chị. Anh em coi kìa. Để nó sổ rất lực. Phải cái cục lên nè, nè nè. Tay cần lực luôn. Rồi cây mã số số 6 nha, số 5 nha của chú anh chị. Số 5 em xin phép giao lưu là giá 3 củ rưỡi nha anh em ơi. Hàng này anh em mình sưu tầm nha anh em, hàng bonsai chuẩn. Rồi em xin phép qua mã nhau cho anh chị. Tiếp tục em lên một cây đế nôm. Cây này cái dạng cây quái mà bộ đế thì nó lực lực nha anh em ơi. Đó anh em coi cái bộ đế nè, hết biết luôn, nó sổ xuống kính luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số. Cao của nó là 1m25. Còn nếu em đo ngay vị trí này, đâu đâu cây này đo ngay tính đó nha anh em. Nó 26 hành này, 27 mà tính 26 nha. Cái củ nạc của nó là 61. Sổ nôm nó dữ nha anh em ơi. Sổ nôm nó 31 nha cô chú anh chị. Không có nồi đế nôm của nó là 1m. Cây này quá trời đặc lư luôn anh em ơi, nó sổ mà cộng nào nó bự bự không anh em ơi. Đó. Nó đặc luôn nha cô chú anh chị. Anh em coi nghiên cứu kỹ nha. Cây thế mà cái độ nồi đế nó cỡ này. Đó. Rồi, mã số 6 giao cho anh chị. Em xin phép giao lưu với các bạn là giá 6 củ 2 nha. Đó, anh em coi qua wow, trời cái nồi đế của nó nè. 6 củ 2 anh chị bạn. Tiền nào của nấy anh em ơi. Anh em có tiền mà những kiếm mấy cây mai đẹp này hơi khó nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép qua nha. Rồi, tiếp tục lên mã số 9 là mã số 7 là cuối clip nha cô chú anh chị. Số 7 nha em. Cây này cái trực quân tử bảy xù. Cái nồi đế nôm cũng. Đó, anh em sưu tầm mấy hàng này về nhâm chơi nha anh chị bạn. Mà viết nó anh em ơi. Còn đồ đế của nó đặt luôn, mà đế cộng lực lực không anh em ơi. Cao là 1m rưỡi có hơn nha anh chị, 1m6 đi anh em ơi. Cái này cái xù. Nó 33 hoành nha cô chú anh chị. Rồi em đo xích trên đây nha nha nè, xích trên đây nè anh chị bạn. Là nó 27 nha. Cái sổ nôm của nó là quá trời luôn em ơi, 37 nha. Tổng nồi đế đơm của nó là 1m22.
bộn nhiêu đế nhiêu anh em. Anh em coi những cái hàng này mình sưu tầm nha. Đế nó lực lực cái máy xù nữa nha anh em ơi. Xù nữa như của chú anh chị. Đó. Máy xù mà cái nồi đế cỡ này anh em ơi. Y như cây túi quý vậy anh chị bạn. Tay cành nó lực không nha. Tay cành đó, cành nó bắp bắp. Chực thẳng băng luôn. Rồi cây cuối clip mã số 7 này em xin phép giao lưu là 11 củ 500. Đó. Tiền nào cũng lấy anh em ơi. Hết biết cái cây nha coi cho anh chị. Rồi cuối clip rất mong được ủng hộ của anh chị em mình nha. Ngày mới kính chúc anh chị em mình vừa sức khỏe, dần sự nghĩ thành công trong việc. Anh em thấy video hay nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người xem nha quý vị. Bye anh em.